Chào mọi người, mình là Quân, Turnkey Proposal Lead, phụ trách các dự án điện gió ở Việt Nam và các nước Đông Nam Á. Vai trò của mình sẽ là cầu nối giữa team bán hàng và đội thực hiện dự án tại công trường, từ việc tiếp nhận các gói thầu từ chủ đầu tư, phân tích và đưa ra những giải pháp tối ưu để hoàn thành dự án đấy. Mình bắt đầu công việc ở GE với vai trò là một trainee thuộc chương trình Leadership đào tạo 2 năm. Trong khoảng thời gian 2 năm đấy, không chỉ được đào tạo chuyên sâu về các kiến thức chuyên ngành mà mình còn có cơ hội được gặp gỡ với rất nhiều bạn trẻ tài năng khắp Đông Nam Á, được cùng nhau tham gia các hoạt động từ thiện, các khóa kỹ năng mềm. Mình đã học được rất nhiều điều về sự năng động, tính cầu thị, giúp mình có thể thích nghi được với một môi trường đa quốc gia như GE. Sau 2 năm đầu tiên thì mình được phân công về trang trại gió Bạc Liêu với vai trò là kỹ sư công trường, cùng các bạn kỹ thuật viên ở đây trực tiếp tham gia các hoạt động về vận hành và bảo trì cho nhà máy. Những trải nghiệm khó quên như là leo lên cột trụ thẳng đứng cao gần 100m, xiết từng con ốc hay từng bản mạch. Trong quá trình làm việc thì mình luôn nhận được sự lắng nghe, sự hỗ trợ và truyền lửa của những người anh, những người đồng đội, giúp mình trưởng thành và cứng cáp lên hơn rất nhiều. Đó là một nét văn hóa rất riêng của GE, một môi trường cạnh tranh văn minh, nơi yếu tố con người luôn được xem trọng và sự nỗ lực hoàn thiện của một cá nhân thì luôn song hành với sự phát triển và thành tựu của tập thể công ty. Khác với các tổ chức nhân sự theo sơ đồ rẽ nhánh thông thường, GE tổ chức các hoạt động theo sơ đồ mạng lưới, mà ở đó, mỗi con người đều là một mắt xích quan trọng. Và mình cảm thấy rất tự hào đồng hành cùng GE Renewable Energy phát triển năng lượng sạch ở khắp Việt Nam và các nước Đông Nam Á.